Xin gửi chào tới toàn thể cô chú anh chị em đã quay trở lại với kênh dịu khúc của Quỳnh Phạm ngày hôm nay. Và hôm nay em Quỳnh ở đây lên sóng với tất cả mọi người và em về được cái lô lồng thì khá chi là nhiều. Thì đối với sản phẩm lồng của ngày hôm nay thì Quỳnh Phạm cũng xin báo giá tại video này để các bác nào hoan hỉ gặp được Quỳnh Phạm thì chúng ta mua hàng cho dễ nha. Ở trên tay em đây đó chính là cái sản phẩm lồng này, thì cơ sở gia công người ta đã gì ạ? Đã cắt cửa, đã nhỏ keo, nói chung đã làm hết cho chúng ta rồi. Mỗi cái là chưa sơn thôi. Đó, có mỗi một cái là chưa sơn thôi và toàn bộ mẹt các bác nhá. Cũng được gì ạ? Cũng được người ta đã láng keo hết cho chúng ta như thế này rồi. Thì đối với sản phẩm này thì lần này em cũng khá chi là bận. Em nói thật các bác là vào vụ chim đêm em Quỳnh phải làm lưới rất chi là nhiều. Cho nên là lên đây để cái hàng này không phun được nữa. Đó, bố em không phun được cho nên là xả để tất cả các bác luôn. Thì mới một bộ sản phẩm lồng như thế này các bác nhá, gồm một món này. Đó, lồng như này rồi, đã nhổ keo cắt cửa hết như thế này rồi. Và đã đánh giáp, gọi là giáp mịn rồi, về các bác chỉ việc sơn thôi. Hoặc là chúng ta gác bếp đều ok. Đấy, một sản phẩm này gồm một món này. Đó, một cái mẹt láng keo láng cát rồi này. Và một cái chống tốc như này, 1, 2, 3, 4 món. Về anh em chỉ buộc, nếu anh em không biết buộc thành phẩm có thể nhờ nhà em. Và ở tại buổi video này để cho các bác giá bao nhiêu ạ? Báo giá cho anh em luôn 399.000. Anh em mua từ 2 sản phẩm trở lên em free ship về tận nhà cho các bác. Các bác lưu ý nhá, Quỳnh Phạm nói rõ với mọi người nhá. Một bộ combo gì ạ? 4 món như thế này. Đấy, một bộ combo 4 món như này sẽ có giá bao nhiêu ạ? 399.000. Bao ship về tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng, mở hàng ra, kiểm tra giúp em đúng sản phẩm như em Quỳnh giới thiệu ở đây thì các bác trả tiền giúp em nhá. Mà một bộ combo này với giá bao nhiêu ạ? 4 món như này về các bác lưu ý này, chúng ta tự sơn giúp em nhá. Tại vì đợt này Quỳnh Phạm vào vụ rất là làm lưới rất nhiều, cho nên là nhà em cũng không có thời gian để phun cho anh em. Cho nên là lên đây để chi tiết tới toàn thể các bác. Các bác hoan hỉ mà thực sự đang có nhu cầu thì chúng ta nhấc máy lên alo cho em để chúng ta đặt hàng nha mọi người. Và một bộ combo 4 món như thế này giá chỉ có bao nhiêu ạ? Quỳnh Phạm xin nhắc lại 399.000. Hai cái trở lên là được free ship về tận nhà, các bác lưu ý giúp em nhé. Đấy, các bác nhìn hàng này, nói chung là nó đầy đủ hết và nó được gia công gần như là hoàn thiện rồi. Chỗ này nó hoàn thiện rơi vào được 85% rồi, chỉ còn phun nữa là xong thôi các bác nhá. Đó, các bác nhìn hàng giúp em này, toàn bộ là hàng che gai luôn, hàng rất là đẹp. Và đợt này thì có hai mẫu, đó có hai mẫu luôn anh em nhá. Đấy, một mẫu đấy này, với một mẫu này nữa này, một mẫu mộc này nữa này. Đó, mẫu này này, hai mẫu như thế này. Đó, cái nào cũng đầy đủ phụ kiện đi kèm luôn. Đây các bác nhìn kỹ giúp em. Đó, đầy đủ phụ kiện đi kèm như này luôn. Đấy anh em nhìn kỹ nhá. Anh em thích mẫu nào thì chúng ta lựa chọn mẫu đấy. Mẫu ở bên tay phải em đây, các bác lên cho em là mẫu lồng số 4. Đó, các bác lên cho em mẫu lồng số 4 nhá. Hai cái trở lên như thế này là được free ship này, 399.000. Còn ở bên tay trái của em đây là mẫu lồng số 2, mẫu lồng nan mau. Đấy anh em thích mẫu này lên cho em mẫu lồng số 2. Đó, giá thì em vừa báo rồi, các bác có nhu cầu qua shop ủng hộ cho Quỳnh Phạm nha. Và đầy đủ phụ kiện đi kèm nha các bác, cho nên các bác yên tâm. Đó, gồm mẹt này, láng keo, láng cát đầy đủ rồi. Đó, các bác nhìn kỹ giúp em nhá. Lấy từ hai cái trở lên giá sẽ có bao nhiêu ạ? 399.000 một chiếc, bao chiếc, bao ship từ hai cái trở lên. Nói thẳng với các bác luôn, hàng này thì các bác mua được quá chưa là ok nha các bác nhỉ. Các bác thấy mẹt không ạ? Cực kỳ là cứng cáp luôn các bác nhá. Ơi, kêu con như này, toàn bộ hàng này đã láng keo hết rồi các bác nhìn này, gõ như thế không bị long keo luôn nhá. Nói chung là cái cơ sở gia công này người ta làm rất chi là cẩn thận và rất chi là đẹp. Đấy các bác nhìn này, đó về anh em chỉ cần đổ cát và chúng ta nhốt chim thôi. Và chúng ta mà mua mộc thì hãy đến với em, giá chỉ có bao nhiêu ạ? Hai cái như thế này chúng ta được free ship về tận nhà, giá của nó bao nhiêu ạ? 399.000. Nhận hàng, mở hàng ra, kiểm tra giúp em được chưa ạ? Và ngoài sản phẩm lồng này ra, bên em vẫn còn hàng thành phẩm cao cấp rồi. Bác nào muốn dùng hàng cao cấp hơn thì cứ nhấc máy khi chúng ta liên hệ với em. Chúng ta cứ nói rõ về quan điểm của mình thì Quỳnh Phạm sẽ tư vấn thêm cho mọi người nha. Và ngoài sản phẩm chuyên dụng để bảo chỉ gọi là bảo tồn cái lồng chim, dòng chim đa đa này ra thì bên Quỳnh Phạm khá chi là nhiều cái mẫu sản phẩm khác nữa. Mọi người đang xem video yêu quý em, hãy nhớ ấn và đăng ký kênh trước các video nha mọi người. Cảm ơn tất cả các bác, chúc anh em chúng ta đam mê và thành công hơn nữa. Xin chào toàn thể các bác, nhớ ấn đăng ký kênh của em trước các video nha. Xin chào anh em, chào anh em, hẹn các bác buổi video sau nhé.